Kính chào các bạn, các anh chị em trong làng audio, các anh chị em ghiền nghe nhạc. Thế thì hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến các anh chị em cùng các bạn một bộ đôi hoàn hảo, rẻ tiền, đáp ứng được nhu cầu cho những tín đồ ghiền nhạc vàng mà sai đồ chất lượng. Thế thì nói đây rồi, đây là Quý Nguyễn muốn giới thiệu cho các bạn cặp loa JBL L16 đời cát Made in USA. Cặp loa chế tác cực kỳ gọn đẹp, xinh xắn, mà giới audio thường gọi là loa nòi. Loa nòi có nghĩa là loa của Mỹ nòi, không lai ở bất cứ một nước nào. Và cặp loa này cũng có hai quay các bạn nha, hai quay. Loa JBL thì như các bạn đã biết thì nó từng quá nổi tiếng, cực kỳ đẹp, đẹp không những đẹp mà hay nữa, zin cực kỳ đẹp, rất dễ chơi. Mình đang giới thiệu với các bạn cặp loa này, đánh với một cái amply cũng là quá chi là cỏ. Thế thì cặp loa L16 được các này đánh với cái amply Aurex SB 220 của Nhật Bản. Amply này thì quá rẻ tiền. Xin thưa các bạn, đây amply cực kỳ mới, những thông số, những sơ đồ và những hướng dẫn sử dụng ở trên amply còn hết, các chữ rất rõ nét, cực kỳ mới các bạn ạ. Đây các bạn thấy cái những cái thông tin, những hướng dẫn cách sử dụng, cách cắm cổng và đấy. Thế thì cái amply này các bạn nhìn thấy cực kỳ đẹp, giá lại rẻ, xài với một cái loa Mỹ, xài một loa JBL L16 đời cát. Đặc biệt cặp loa này chơi nhạc cực kỳ trầm, cặp loa đẹp hoàn hảo. Quý Nguyễn Sài Gòn Audio bán giới thiệu đến các bạn những cặp loa rất đẹp, những sản phẩm đẹp. Các bạn thấy thông số của nó, đây là L16 đời cát, và phía sau này có một nút tinh chỉnh. Đây, cặp loa đẹp hoàn hảo các bạn. Các bạn có thể sở hữu cặp loa này với cái amply này rất chi là bình dân. Chúng ta chỉ cần khoảng 9.500.000 đồng có một dòng một bộ máy để nghe nhạc thư giãn, rất chi là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Và để các bạn tường tận hơn chất âm này của bộ đôi này, cặp đôi hoàn hảo này, thì Quý Nguyễn sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn nghe nhạc, những nhạc phẩm nhạc vàng cực kỳ hay, để có hợp với ông này hay không. Khi các bạn đang nghe nhạc này mà tiếng vẫn tít tắt, các bạn nghe tiếng vẫn tít tắt, tiếng bắt vẫn là êm dịu, rất hay, tuyệt vời quá các bạn ơi. Và đây, phía trên của loa mình đã soi cho các bạn rồi, loa bên trái màn hình, và đây phía trên của loa bên phải màn hình, không che vào đâu được. Và đây là lưới của loa, lưới của loa tem zin, từ JBL zin đây các bạn.
quá đẹp. Các bạn nhìn thấy quá đẹp, zin từ A đến Z. Đây là cái lưới bên này. Thôi mình để đây đi, để các bạn nhìn được hết cả loài. Và xin mời các bạn nghe một bản nhạc thể hiện của cặp loa, thể hiện chất âm của cặp loa JBL 16 đời cát và Ampilay Aurex DB AXB 220. Xin mời các bạn. JBL 16 đời cát với cặp với một âm ly Aurex SB 220 giá trị 9.500.000 đồng. Hôm qua Quý Nguyễn giới thiệu với các bạn cặp loa Sony và âm ly thì cũng đã 30 triệu để nghe cái âm ly Sony. Và bây giờ mình là nghe cái này và xin cảm ơn các bạn, xin hân hạnh
chào các bạn hẹn những YouTube lần sau.